Chào các bạn nhỏ. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá về một phương tiện không thể thiếu trong cuộc sống, đó là xe cứu thương. Xe cứu thương là ngôi nhà di động của các bác sĩ và y tá, đưa họ đến nơi cần thiết để cứu giúp những người đang gặp khó khăn về sức khỏe. Đây là một phương tiện đặc biệt và quan trọng trong mỗi cộng đồng. Đầu tiên, hãy nói về bên ngoài của xe cứu thương. Chúng thường có màu sắc rực rỡ và đèn sáng lấp lánh để mọi người có thể dễ dàng nhận biết khi nó đang đến. Có thể bạn đã thấy chúng đi qua đường với âm thanh còi và đèn pha sáng rực. Đó chính là xe cứu thương đang hối hả đến cứu giúp người cần. Bên trong xe cứu thương có rất nhiều thiết bị y tế quan trọng. Bác sĩ và y tá sẽ có mọi thứ cần thiết để cung cấp sự chăm sóc tốt nhất cho bệnh nhân. Có giường cứu thương thoải mái để bệnh nhân nằm và các thiết bị y tế như máy đo huyết áp, máy trợ tim và các loại thuốc khẩn cấp. Xe cứu thương không chỉ đơn giản là phương tiện di chuyển bệnh nhân đến bệnh viện mà còn là nơi cấp cứu ngay tại hiện trường. Trong mọi tình huống khẩn cấp, những chiếc xe này đều trang bị đầy đủ kỹ năng và thiết bị để đối phó với mọi tình huống từ nhỏ đến lớn. Những người lái xe cứu thương cũng là những người hùng đặc biệt. Họ phải có kỹ năng lái xe tốt và nhanh nhẹn để đưa bệnh nhân đến bệnh viện một cách an toàn và nhanh chóng. Thậm chí, trong một số trường hợp, họ có thể phải lái xe qua đèo núi, qua đường lầy lội hoặc thậm chí là qua những ngày mưa bão để cứu giúp người khác. Cuối cùng, xe cứu thương là biểu tượng của sự giúp đỡ và chăm sóc. Chúng là những người bạn đặc biệt trong mỗi cộng đồng, luôn sẵn sàng để cứu giúp và bảo vệ sức khỏe của chúng ta. Hy vọng rằng qua bài giới thiệu này, các bạn nhỏ sẽ hiểu hơn về sự quan trọng của xe cứu thương và biết ơn những người anh hùng đằng sau tay lái. Hãy luôn nhớ, xe cứu thương là những người bạn đặc biệt và quan trọng trong mỗi cộng đồng.